Đây là một thanh xoắn Liên Xô của một bạn nữ ở Bà Rịa Vũng Tàu gửi về cho mình để dàn một con Crispcare. Thì rất lâu rồi mình mới thấy được một thanh xoắn Liên Xô này. Thì bây giờ đa phần là xoắn của mấy công ty ở Việt Nam. Đây là một thanh thép xoắn của Liên Xô cũ, được một bạn nữ ở Bà Rịa Vũng Tàu gửi về cho mình, yêu cầu rèn một con thái lọc. Cũng rất lâu rồi mình mới làm loại thép này, vì độ giữ cạnh của nó không ổn định được như nhíp. Thế nhưng bạn ấy vẫn muốn rèn từ thanh thép mà bạn ấy gửi. Và ngày hôm nay lò rèn Đức Trường sẽ thực hiện rèn một dụng cụ thái lọc trên chính thanh thép xoắn mà bạn gửi cho mình, với một lý do rằng nơi bạn đang sống là nơi đã từng sinh ra một vị nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Quê hương đất đỏ thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vùng đất địa linh đã sinh ra một nhân kiệt, đó là chị Võ Thị Sáu. Cách đây hơn 71 năm, người con gái tuổi hoa đang nở ấy đã hiên ngang bước ra pháp trường, nêu một tấm gương sáng ngời cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, làm rạng rỡ cho nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cho thế hệ trẻ Việt Nam và cho dân tộc Việt Nam. Tên của chị được đặt cho những con đường, những trường học ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên đất nước, để tưởng nhớ và tôn vinh một liệt nữ bất tử của nhân dân Việt Nam chúng ta. Chị Võ Thị Sáu, sinh năm 1933 trong một gia đình nghèo ở huyện Đất Đỏ, cha làm nghề đánh xe ngựa, mẹ bán bì bún tại chợ Đất Đỏ. Đầu năm 1946, thực dân Pháp trở lại chiếm các địa bàn tại Bà Rịa lần thứ hai, trong đó có Đất Đỏ. Chị Sáu lúc ấy cũng vừa tròn 11 tuổi, với bản chất thật thà, hiền lành và chất phác, yêu quê hương, đất nước, nên nhìn thấy những cảnh ức hiếp tàn bạo của bọn lính Pháp, trong lòng chị đã hình thành một ý chí căm thù mãnh liệt, sâu sắc bọn thực dân xâm lược. Trước sự đau thương và mất mát của quê hương, đã thúc đẩy các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, trong đó có chị Võ Thị Sáu. Cuộc đời chị Sáu gắn bó cách mạng kể từ đó. Năm 1947, lúc 14 tuổi, Sáu vừa làm nhiệm vụ mua hàng, vừa làm nhiệm vụ giao liên để nắm tình hình địch và làm mật hộ viên công an xung phong Đất Đỏ. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng chị rất mưu trí, lanh lẹ và chị luôn hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Năm 1949, chị đã trở thành người đội viên công an xung phong Đất Đỏ. Chị đã dũng cảm, sáng tạo và luôn hoàn thành nhiệm vụ người chiến sĩ công an xung phong, tham gia nhiều trận chiến đấu để bảo vệ quê hương, trong đó nổi bật nhất là trận đánh tên Cai Tổng nổi tiếng Ác Ôn ở Đất Đỏ vào năm 1949 và dùng lựu đạn phá cuộc meeting tuyên truyền do Pháp thực hiện tại huyện. Vì vậy, bọn thực dân Pháp vô cùng lo sợ và căm tức đối với hoạt động của đội công an xung phong mà tiên phong là chị Võ Thị Sáu, nên từ đó bọn chúng ra sức truy lùng giáo giết. Vào tháng 12 năm 1949, trong một chuyến công tác tại Đất Đỏ, chị Sáu đã sa vào tay giặc. Hơn một tháng bị giam giữ tại nhà tù Đất Đỏ và khám đường Bà Rịa, địch dùng nhiều thủ đoạn tra tấn dã man, nhưng chúng vẫn không lấy được một lời khai nào của chị. Sau đó bọn chúng đưa chị về giam giữ ở khám Chí Hòa. Mặc dù bị địch giam giữ, nhưng chị Sáu vẫn tiếp tục làm liên lạc cho các đồng chí trong khám và cùng các chị em trong tù đấu tranh buộc địch phải cải thiện cuộc sống trong nhà tù. Trước tinh thần đấu tranh quyết liệt và không nao núng của chị Sáu cùng những đồng chí trong tù, dù không đủ bằng chứng, nhưng thực dân Pháp cùng bọn tay sai vẫn kết án tử hình và đày chị ra Côn Đảo. Vào đêm trước khi ra pháp trường, người nữ tử tù ấy đã cất cao giọng trong trẻo hát vang những bài ca cách mạng giữa địa ngục trần gian, động viên tinh thần hàng ngàn tù nhân và tỏ rõ khí phách của một người cộng sản kiên trung mặc dù chị chưa tròn 20 tuổi. Trước khi bị xử bắn, một cha cố đã đến rửa tội cho chị, nhưng chị gạt phăng đi và nói tôi không có tội. Nếu cha muốn rửa tội, xin hãy rửa tội cho những kẻ sắp giết tôi đây. Và tôi cứ ân hận là chưa tiêu diệt hết bọn thực dân cướp nước và tay sai bán nước. 2.000 tù nhân đã đưa tiễn chị ra trốn pháp trường Hàng Dương, với bài chiến sĩ ca, bao chiến sĩ anh hùng, lạnh lùng vung gươm ra xa trường. Họ đứng cả dậy trong các banh và hát suốt một giờ, từ khi nghe bước chân trần của người con gái bé nhỏ chìm trong tiếng giày đinh của bọn đao phủ cho đến khi loạt súng tàn bạo vang lên. Lúc này, họ ngừng hát và đồng loạt thét vang phản đối cuộc hành hình man dợ và phi pháp. Trước khi bị xử bắn, chị đã yêu cầu không bịt mắt để đến nhìn đất nước thân yêu của mình. Trong giây phút cuối, tôi có đủ can đảm để nhìn thẳng vào họng súng của các người. Khi lệnh thi hành án vừa đọc lên thì chị cất cao tiếng hát. Bài hát mà chị chọn ở những phút giây thiêng đó chính là Tiến Quân Ca, quốc ca của nước Việt Nam độc lập. Khi chúng chuẩn bị xử bắn cũng là lúc Võ Thị Sáu ngừng hát và thét lên, đả đảo thực dân Pháp, Việt Nam độc lập muôn năm. Và lời hô cuối cùng của chị dành cho bác kính yêu, Hồ Chủ tịch muôn năm. Dũng khí của chị đã làm bọn đao phủ giật nảy người và trong 7 viên đạn, chỉ có 2 viên trúng đích. Máu đỏ loang lổ từ vai và sườn trên tà áo trắng của chị. Chị nhìn chúng giễu cợt và hát tiếp, đoàn quân Việt Nam đi, tên chánh án gầm lên, đồ ăn hại, và ra lệnh bắn tiếp. Bọn đao phủ chống súng lắc đầu, cặp mắt trong trẻo của người thiếu nữ chiến sĩ như xoáy vào tim gan, khiến chúng run rẩy và loạt đạn tiếp theo cũng chỉ có 2 viên trúng đích. Cùng lúc đó là tiếng hô phản đối của hàng ngàn tù nhân vọng tới, tinh thần Võ Thị Sáu bất diệt. Hôm đó là ngày 23 tháng 1 năm 1952, chị Võ Thị Sáu hy sinh đã để lại sự thương tiếc vô hạn đối với đồng chí, đồng đội và đồng bào.
đồng thời sự hy sinh của chị là lời tố cáo đanh thép đối với sự dã man và âm mưu hèn hạ của chế độ thực dân Pháp lúc bấy giờ. Chị Võ Thị Sáu là người tử tù đầu tiên ở Côn Đảo, cũng là người nữ tù nhỏ tuổi nhất. Chị đã được nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 2 tháng 8 năm 1993. Đó là tấm gương sáng của chị để lại cho chúng ta noi theo. Ngày nay tại thị trấn Đất Đỏ đã dựng tượng Võ Thị Sáu cao 6 mét. Ở Côn Đảo, mộ chị Sáu ở khu B được xây lại đàng hoàng hơn, là ngôi mộ được nhiều người thăm viếng nhất. Huyện Côn Đảo cũng đã xây dựng nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trong một khuôn viên rộng kề bên núi và biển, quanh năm lộng gió. Nhớ đến chị, vang vọng đâu đây là lời bài hát Mùa Hoa Lê Kỳ Ma Nở ở quê ta miền Đất Đỏ. Trên nền những video mà Lò Rèn Đức Trường thực hiện, luôn có kể về những vị anh hùng, những trang sử của đất nước Việt Nam hào hùng. Tôi biết có rất nhiều bạn khó chịu về điều đó, nhưng Lò Rèn Đức Trường lại muốn điều đó, muốn truyền tải những nội dung liên quan đến đất nước, con người Việt Nam chúng ta. Bởi lẽ trên thế giới, ít có đất nước nào trải qua nhiều cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, gánh chịu nhiều đau thương, hy sinh, mất mát do bom đạn kẻ thù gây nên như dân tộc Việt Nam. Bởi lẽ đó, biết ơn quá khứ, trân trọng những gì đang có, tri ân các thế hệ đi trước không chỉ là đạo lý, mà còn là truyền thống của dân tộc. Khơi dậy những trang sử hào hùng của Việt Nam chúng ta, khơi dậy niềm tự hào về đất nước của chúng ta và khơi dậy lòng biết ơn tới những người đã hy sinh cho chúng ta có một Việt Nam hòa bình và độc lập. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của Lò Rèn Đức Trường. Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Bây giờ là lúc mình gặt hái thành quả sau những giờ lao động mệt nhọc. Mời bạn cùng với Lò Rèn Đức Trường kiểm tra độ bén và nét đẹp của sản phẩm mình vừa hoàn thành nhé. Thế là Lò Rèn Đức Trường đã hoàn thiện xong một cây dao Kirisuke thái lọc dành cho một bạn nữ ở như huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì con cây Kirisuke này có chiều dài lưỡi là 21cm và chiều rộng lưỡi có to nhất là 5.2cm, thâu đầu, khuôn mô Nam Phi và được rèn vát 2.5 bên trong và ra ngoài này nó còn 1.5. Thì tất cả các bạn lâu nay xem những video của Lò Rèn Đức Trường thực hiện thì chất lượng mình chưa nói, bởi vì chưa dùng, các bạn cũng chưa dùng thì mình cũng không nói là tốt hay xấu. Nhưng mà về mặt thẩm mỹ, về mặt kết cấu của con dao thì chắc chắn là mình khẳng định được nó đẹp và ưa nhìn. Đây, bây giờ mình sẽ test con dao này cho các bạn xem nha. Đây thì bỏ này. Đây các bạn thấy này, này. Các bạn thấy này, một con dao sắc là cái mặt cắt này nó phải đứt dứt khoát và nó mịn này. Đấy, đây là cái thịt bò của mình nhá. Đấy. Đấy, cái miếng này. Đấy rồi. Đấy, nó không bị hai khớp, tức là con dao thẳng. Video sau. Chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Chào thân ái và kết thúc.